Rồi xin chào anh em ha. Hôm nay mình có về lô đột biến anh em. Là may chiếu thủy đột biến lá chung ha. Chứ không phải là loại lá chung kia nha anh em. Lá chung này nó cũng hơi dài hơn. Này đột biến là nó nu cục cục nha anh em. Bú nó cục cục vậy đó. Người ta gọi bằng nu đặng keo á. Là muốn giao lưu với anh em ha. Là cây số 1 ha. Quay cho anh em coi rõ ha. Này thằng gớt ha. Số điện thoại của em là 0981117055 nha anh em. Zalo luôn ha. Rồi cây số 1 này em Zalo với anh em là 1,5 triệu ha. Này nu đột biến anh em. Mai chiếu thủy đột biến. Quên lấy cái thước gì mà nó. Quên. Trên ấy kìa, trong cái bọc đen kìa. Nó cái đen đen đó. quên. Rồi ha. Em đo chiều cao ha. Chiều cao của cái cây này là 29 nha anh em. Cái cục đế tròn này ha. Là 46. Em đo em trừ hao hết trơn nha anh em. Thân trên này nó là 24 anh em ơi. Rồi giao lưu với anh em là 1,5 triệu ha. Cây số 1. Rồi tiếp tục là cây số 2. Có cái thế bạc phong ha. Cây sống khỏe nha anh em. Bay ra là 24. Tổng cái cũ nó là 50 nha anh em. Để đo cái hoành thân trên này. Hoành thân trên này 32 anh em ơi. Rồi cũng đồng giá giao lưu với anh em là 1,5 triệu luôn ha. Em bao sống bao ship toàn quốc ha. Rồi cây số 3. Này là sông Long ha. Sông Thủ. Giống hang rộng. Rồi chiều cao nó là 46. Hoành đặt nó là 34 nha anh em. Đo một thân nữa coi. Thằng nó là 22 anh em ơi, thằng này. Nó lên nu cục cục vậy đó anh em. Rồi cây số 3 em giao lưu với anh em là 1,8 triệu ha, em bao sống bao ship luôn ha. Rồi cây số 4. Cây này to nhất. Cái dáng bay ha. Cao nó là 29. Bay ra 30. Hoành thân chân này là 42 anh em ơi. Em đâu có trừ hao hết trơn nha. Rồi cây này em giao lưu với anh em là 2 triệu ha. Này mai chiếu thủy đột biến nha anh em. Nu đặng keo. Rồi cây số 5. Cây sống khỏe cho ha. Nó nu nó vậy đó. Chiều cao 37. Hoành thân 31. Chi cành ha. Rồi cây này em giao lưu với anh em cây số 5 là 1,4 triệu anh em. Cây số 6. Cây tứ diện ha. Thẹo này chặt quá lớn. Hoành thân dưới này là 35 nha anh em. Chiều cao nó là 36. Chi cành bự hết trơn ha.
chi cành tứ diện ha. Rồi cây số 6 này em giao lưu với anh em là 1.3 ha. Bao sống bao ship toàn quốc ha. Số điện thoại của em là 0981117055 nha anh em. Zalo luôn ha. Rồi cây số 7. Rồi chiều cao nó là 26. Tổng cũ luôn nó là 30-37. Hoành thân trên này là 27 anh em ơi. Rồi giao lưu với anh em là 1.2 ha. Cây số 8 nó có cái dáng xuyên ha anh em. Được, cây này bắt cây tử lại ngoái đầu cũng đẹp ha. Chiều cao nó 40. Tổng cũ luôn 46. Hoành thân trên này là 14 anh em ơi. Rồi cây số 8 này giao lưu với anh em là 1.5 ha. Rồi tiếp tục là cây số 9. Này thấy công anh em, chữ C ha. Chiều cao 22. Hoành cũ 38. Thân ngang đây là 23 anh em ơi. Rồi cây số 9 giao lưu với anh em là 1.7 ha, lùng lực ha. Cây này dễ sửa. Rồi cây số 10. Chi cành cũng có hết ha. Chiều cao 27. Hoành cũ và dính cái nâu luôn. 39. Hoành thân nó cũng tầm 17 anh em ơi. Một thân á. Rồi giao lưu với anh em là 1.4 ha. Em bao ship toàn quốc ha, cây sống khỏe rồi. Cây 11 cũng có cái dáng bài ha. Chiều cao 29. Hoành thân vị trí này là 42 anh em ơi. Nó nôm lên ha. Nó nôm lên cái khoảng chừng 12. Bay ra là 29. Rồi cây 11 giao lưu với anh em là 1.8 ha. Số điện thoại của em là 0981117055 nha anh em. Zalo luôn ha. Rồi cây 12. Nu hết cục cục hết. Chiều cao 35. Hoành thân là 27. Rồi giao lưu cây 12 này là 1.3 nha anh em. Rồi cây 13 nha anh em. Thế mẫu tử thì chiều cao 36. Hoành thân 36. Rồi giao lưu với anh em cây 13 là 1.6 nha anh em. Nó cục cục ha. Cây 14 nha anh em. Chiều cao 30. Hoành thân 31.
Rồi giao lưu cây 14 là 1-2 ha anh em. Rồi cây 15 lùng lực ha. Chiều cao 21. Tổng hoành nha, đo vị trí này là 36 nha anh em. Trên này là 28. Rồi giao lưu với anh em cũng là 1-2. Số điện thoại của em là 0981117055 nha anh em. Zalo luôn ha. Cây này để nó sống bẻ ra vậy. Rồi cây 16 nha anh em. Nhỏ mà có vỏ ha. Quá trời nâu. 29. Chiều cao. Mình đo vị trí này là 25 anh em ơi. 24 đi. Rồi giao lưu với anh em là 1-3 ha. Rồi cây 17. Mai chiêu thủy đột biến nha anh em. Chiều cao 32. Em đo trên vị trí này là 39. Trên này là 36. Rồi giao lưu cây 17 là 1-6. Em bao ship bao sống toàn quốc luôn nha anh em. Rồi cây 18. Cây này bự à. Lùng lực ha. Chiều cao 25. Em đo trên vị trí này ha. 44. Rồi cây 18 em giao lưu với anh em là 1-7 ha. Cây này nguyên cái củ đặc. Lùng lực luôn. Rồi 19 là cụm cây. 7 cây. Cụm dính liền. Cụm dính liền anh. Cụm này đó sơ sơ thôi. 40. Quỳnh thân 14 anh em ơi. Chiều cao nó là 20. Rồi cái cụm này em giao lưu với anh em là 1-000 ha. Rồi cây 20. Dạng tiểu phu quế tử hay gì nè anh em ơi. Cao 22. 28. Ra. Hoành 27. Rồi cây 20 giao lưu với anh em là 1-4 ha. Giờ mặt này nó hơi thú thú. Rồi cây 21. Trực ha. Dũng chiếc xe ha. Chiều cao 27. Tổng cái cũ luôn là 44 anh em ơi. Thân ở trên là 22. Rồi giao lưu với em là 1,5 ha. Cái này cũng có duyên. Rồi 22 là cụm cây nha anh em. Nó nu vậy đó. Nó ra từ cái nhỏ nó nu. Chiều cao 45. Tổng cũ luôn là 38 anh em ơi. Hoành thân nó cỡ chừng 13. Thân chủ nha. Rồi giao lưu với anh em cụm cây này là 1,2 ha.
Rồi cây 23. Chất lắc ha. Giống chiếc xe đó nè. Vậy anh em cắt lại ha. Chiều cao nó 35. Đôi vị trí này là 30 anh em. Cái cũ 42. Nó bị lỡ trong này chút nè anh em. Không sao, bỏ hết rồi. Rồi giao lưu với anh em cây 23 này là 1,4 triệu ha. Rồi tiếp tục cây 24 nha anh em, là cây mận ha. Cây mận hồng đào nha anh em. Mận này mận xưa. Chiều cao nó tầm 3,5 m. Cao nó tầm 3,5 m anh em. Rồi em đo chân vị trí này ha. Chí này mà nó 96 mà 95 đây. Đi vòng vòng giùm anh cái. Cái này là em bao ship, bao sống bao ship toàn quốc anh em, cây sống khỏe ha. Dạ này đâm tược nè, lá nó nè. Dạ đâm tược cũng hơi lâu lâu à, nó ra mấy lần rồi, 3 lần rồi. Rồi cây 24 giao lưu với anh em là 9 triệu ha, em bao ship toàn quốc luôn. Quá trời lớn. Có ai thích mận xưa thì đem về làm dừa trồng làm cảnh ha. Dạ. Dạ cây 25 là cây kế bên nha anh em. Cũng là mận xưa. Cây này không có thế tại vì nó nặng quá không có về ra xa anh tí được. Chiều cao nó này tầm 3 m nha anh em. Rồi em đo cái hoành thân ha. Hoành thân em đo chân vị trí này ha. Là 117-116 anh em ơi. Chiều cao tầm 3 m. Đế đẹp ha. Đế đều băng luôn, dưới nó nở nữa. Ừ. Này cũng như là cây mẫu tử vậy. Mẹ che con ha. Nó một thân đặc. Cây sống khỏe ha anh em. Rồi cây 25 em giao lưu với anh em là 10 triệu ha. Em bao ship toàn quốc luôn. Chơi lớn luôn đây. Bao ship rồi không còn nhiêu cho nghe anh em. Anh em chơi cây lớn rồi anh em biết rồi. Rồi tiếp tục là cây 26 ha anh em. Là cây tam tài ha. Cũng là mận xưa, mận hồng đào. Số điện thoại của em là 0981117055. Zalo luôn ha anh em. Cây này tầm 3,5 m nha anh em. Nó có hơn đó. Nhưng mà em... là trừ hao nghe. Rồi em đo chân vị trí này là cũng như là hết thước dây mà cũng còn phân nữa mới hết thước. Dân chân vị trí này nha, tổng hoành đó nha. Rồi em đo một thân cho anh em coi ha. Thân chính giữa nó là thân bự nhất nè. Là nó tầm 65 anh em ơi. 66 mà tính 65. Cây này tại vì quay nó hơi khó di dời không được nha anh em. Có gì mình hỗ trợ hình thêm ha. Cây cũng để đây cũng hơi lâu rồi.
nhưng mà nó ra để cho nó ra từ khỏe rồi mình bán cho anh em để nó chết sống nè. Cây này sống khỏe ha anh em. Cây này di chuyển cũng hơi mệt à. Rồi cây 26 này em là bao ship toàn quốc luôn là 12 triệu hết anh em. Dạ dạ bao sống 2 tháng nhưng mà cây này về anh em về trồng một cái nó tủa cho mình thấy. Tại vì mình để đây cũng hơi lâu rồi đó. Bo mấy cái đầu rễ hết trơn. Rồi tiếp tục là cây 27 nha anh em. Cây này về nữa cắt đây lấy cái đọt này lại thôi. Tầm chiều cao nó là cả chừng 1m7 tính 1m5 đi anh em ơi. Nó thước dày ha. Cũng làm mặn xưa. Đấy này cũng đẹp ha anh em ha. Em đo chân vị trí này ha, nó là 90. 91 90. Đấy rất đẹp. Nó dặn hoài lắm. Cái này mặn hồng đào là mặn xương anh em. Rồi cây 27 em giao lưu với anh em là 7 triệu ha. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi cuối cùng là cái cây vú sữa nha anh em. Vú sữa đỏ. Chi cành có ha, cũng mới sữa sơ sơ. Chi nó tầm bằng ngón giò cái anh em ơi. Em bao ship toàn quốc luôn. Chiều cao của cái cây này em tính là hết thước dây nha anh em. 1m5. Rồi cái hoành nha chân vị trí này nha anh em là hết thước dây. Chân vị trí này. Hết thước dây. Chi cành có ha, cây này cây trực lắc ha anh em. Cây này chắc mùa nữa là có bò có trái rồi. Đế 24 giờ luôn ha. Đế đẹp luôn. Là cây 28 là cái cây cuối clip nha anh em, cây vú sữa đỏ. Em bao sống bao ship toàn quốc. Cái này nó có tầm chừng 6 7 tháng rồi. Cây này bây giờ khui ra là rễ lụa hết hồn luôn. Rồi cây vú sữa đỏ. Em giao lưu với anh em là 20 triệu ha. Là em bao sống bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0981117055 anh em. Zalo luôn ha. Rồi có cái gì thì em hỗ trợ hình thêm ha. Rồi cuối clip em xin chào anh em, chúc anh em mạnh khỏe.